Ngày 8 tháng 6, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Khu vực Phát triển Đô thị tỉnh An Giang chủ đầu tư cho biết đơn vị này đang làm tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho đấu thầu lại dự án xây dựng nhà hát tỉnh An Giang trên 105 tỷ đồng nhưng còn dang dở. Dự án nhà hát tỉnh An Giang đặt tại khu đô thị Tây Sông Hậu, thành phố Long Xuyên. Gói thầu thi công xây lắp khối nhà hát được khởi công ngày 22 tháng 9 năm 2020 bởi liên danh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Phát triển Miền Nam và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phương Ngọc với tổng giá trị trên 105,4 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Miền Nam đảm nhận 90% khối lượng hợp đồng. Đến nay, khối lượng thi công thực tế của liên danh đạt trên 37 tỷ đồng. Từ ngày 16 tháng 1 đến nay, nhà thầu dừng thi công, tự ý di chuyển dàn giáo, thiết bị ra khỏi công trường mà không thông báo đến chủ đầu tư. Sau đó, chủ đầu tư mời đại diện nhà thầu dự họp xác nhận các thủ tục chấm dứt hợp đồng, nhưng họ không đến dự. Vị này nói, nhà thầu thi công nhà hát này là Công ty Miền Nam nhưng đơn vị này bỏ chạy do thua lỗ. Chúng tôi đang làm đơn khởi kiện ngân hàng đã bảo lãnh đơn vị này. Vì chúng tôi đòi tiền mấy chục tỷ nhưng họ không trả. Do dự án này còn trên 60 tỷ đồng chưa thực hiện được nên phải đấu thầu lại tìm nhà thầu khác. Cuối tháng 5 vừa qua, chủ đầu tư cũng ra quyết định xử lý vi phạm, đồng thời đơn phương chấm dứt hợp đồng xây dựng đối với Công ty Miền Nam. Nguyên nhân là do nhà thầu này liên tục thể hiện năng lực yếu kém, vi phạm tiến độ đã cam kết. Cụ thể là gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án nhà hát tỉnh An Giang với giá trị hợp đồng gần 14 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành ngày 14 tháng 6. Ngoài ra còn chấm dứt hợp đồng gói thầu số 19 thi công xây lắp hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, cổng và hàng rào có giá trị trên 19 tỷ đồng, thời gian thực hiện 210 ngày. Hai gói thầu này đã giao lại cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Vật liệu Xây dựng Phước Thiện và Công ty Cổ phần Xây dựng Bách Khoa thực hiện, tương đương trên 18,9 tỷ đồng.